bỏ ra hơn 5 triệu mua một đôi giày mà chạy bị bong keo như thế này quá là sót. Hôm nay mình nhận ca bảo hành con Alpha Phoenix phần trăm Ekiden này. Ca này bong keo khá là nặng và gần như mình bó tay. Anh khách mua thời điểm đôi giày này mới gần 8 triệu và thi thoảng mới mang ra chạy. Được rồi, anh ấy chạy ở Hạ Long thì giày bị bung ra như thế này. Nhiều anh em không biết thì bảo là hàng fake này nọ. Nhưng nếu đã trải nghiệm và đi dòng này rồi thì thấy nó cũng hết sức bình thường và không có gì phải làm toáng lên cả. Thứ nhất, dòng giày này khách đã mua từ 3 năm trước và đến thời điểm này thì keo chỉ đã không còn ngon như lúc đầu. Đó cũng là lý do thời gian này mình rất ngại bán những sản phẩm dead sâu như Vaporfly 4% hay Next phần trăm đời đầu. Anh em có thể nhìn đôi Alpha Fly Next phần trăm này, được rồi mình chạy Nha Trang và date của nó cũng 2020 và giờ cũng là cuối năm 2023 rồi, cũng khá là lâu, chỉ cần bong mé một xíu là mình phải khắc phục ngay. Và trộm vía thì giờ mình dùng vẫn là ổn. Thứ hai, đó là đặc điểm của những dòng giày đua của Nike rất là dễ bong keo. Điều này thì anh em runner không lạ gì, có những đôi giày để lưu kho quá lâu và lúc xỏ ra chạm đất thì bị bong keo là chuyện hết sức bình thường. Anh em có thể xem cái video mình giải phẫu mấy con giày này. Thì lớp upper của đôi giày này được gắn bằng một lớp keo với phần đế và phần keo này theo thời gian thì cũng không còn ngon. Thậm chí như Vaporfly Next phần trăm 2 thì đó là căn bệnh thường xuyên cố hữu. Thứ ba, đó là đôi giày này rất ít chạy và ít chạy thì cũng sẽ bị bong. Nếu đôi giày thường xuyên em mang ra sử dụng thì nó lại đạt được hiệu năng và ít khi bị hỏng. Và thêm một điểm, đó là thời tiết Paris Hạ Long vừa rồi rất là mưa nên đế của đôi giày này giờ còn bị ngấm nước. Ca này thực sự khó xử lý. Và nếu là anh em thì anh em sẽ làm như thế nào? Bỏ đi thì tiếc mà dán lại vô thì cũng không ăn thua, mì bung hết ra rồi.